Cuộc đời xô bồ, toan tính, đôi khi không tránh khỏi những lúc bản thân cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Khi ấy, hãy nhớ 5 chữ vàng này. 1. Tĩnh. Đôi khi im lặng là vàng. Nói ít đi, lắng nghe nhiều hơn để tự mình điều chỉnh tâm thái của chính bản thân. Vì cũng có khi người nói nhiều quá sẽ đánh mất vẻ đẹp của sự im lặng. Nói nhiều đồng nghĩa với việc không thể kiểm soát hành vi. Càng nói nhiều càng dễ bị nói hớ, dễ đi chệch hướng. Vậy nên cần phải tĩnh tâm, suy nghĩ thấu đáo rồi mới làm. Ắt sẽ tìm ra định hướng trong cuộc đời. Thành công ắt tới. 2. Bình. Bình ở đây chính là bình tĩnh, bình thản và cân bằng trong nội tâm. Cuộc sống hối hả, dòng đời xô bồ, tâm ai bình thản, người ấy sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và thành công hơn người khác. Bình cũng là cách đối nhân xử thế khéo léo, bởi dục tốc bất đạt, nóng vội sẽ đưa ra quyết định sai lầm, khó khăn chồng chất khó khăn, bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Nhẫn. Nhẫn không đồng nghĩa với việc bị người ta chà đạp. Nhẫn là để tự mình cảnh tỉnh bản thân, không nóng giận để rồi làm những việc sai trái. Tức giận không những hại sức khỏe, tổn thương tinh thần, mà còn đánh mất đi giá trị đích thực trong con người bạn. Vậy nên mới có câu nhẫn nại để thể hiện sự độ lượng. Tha thứ những việc không thể thay đổi được, có dũng khí để thay đổi những việc có thể thay đổi được, có trí tuệ để phân biệt được hai loại sự việc trên. Làm được những điều này, bạn đã là người thành công rồi đó. 4. Nghe. Bản thân mỗi người cần phân định rõ đúng sai phải trái. Nhưng nếu không lắng nghe người khác, bạn khó mà xác định được. Lắng nghe để biết lòng người, ý ta, để tìm cách đối nhân xử thế, khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh. Âu cũng là mang lại lợi ích cho chính mình. 5. Nhẹ. Càng xem nhẹ mọi thứ, tâm càng dễ thanh tịnh, hạnh phúc càng ngập tràn. Danh lợi, tiền bạc chỉ là vật phù du, chết rồi có mang theo được đâu. Buồn tủi, giận hờn, sớm muộn rồi cũng đi qua, chỉ còn ta với ta. Vậy sao không xem nhẹ mọi thứ, học cách buông bỏ để mọi phiền não bị thổi bay nhanh chóng. Chỉ với 5 chữ vàng đơn giản, nhưng nếu làm được, bạn sẽ sớm vượt qua mọi khó khăn, bế tắc trong cuộc đời. Tâm tưởng lúc nào cũng nhẹ tênh để tiến tới những thành công to lớn phía trước. Cuộc đời sẽ tốt đẹp, mở ra nhiều vận hội mới nếu bạn thấu hiểu những điều này. 1. Người biết đủ thì dù nghèo vật chất nhưng vẫn giàu có tâm hồn. Người tham lam thì dẫu tiền nhiều nhưng tâm lại nghèo khó. Đây chính là điều mà cổ nhân thường nói, biết đủ là vui. Niềm vui xuất phát từ nội tâm mới là niềm vui tự tại và lâu bền nhất. Tuy tài sản không nhiều, thu nhập cũng chẳng cao, nhưng tâm thường an lạc, không điều lo lắng. Con người sống là nhờ tâm hồn. Tâm hồn phong phú mới chính là tài sản quý nhất. 2. Đời người chỉ có 3 ngày. Người mê muội sống ngày hôm qua, người hy vọng sống ở ngày mai. Chỉ có người sáng suốt mới sống tại ngày hôm nay. Ngày hôm qua thì đã qua mất rồi, nó chính là tấm vé tàu hết hạn. Ngày mai thì vẫn chưa đến, vé có rồi thì cũng chẳng thể đi. Vậy nên chỉ có sống ngày hôm nay mới là thực tại. 3. Oán giận người khác không khiến họ chịu đau đớn, khổ sở. Trái lại, chính bản thân bạn mới là người bị tổn thương thống khổ nhất, toàn thân đầy thương tích, lòng không chút nào yên. Bởi vậy, sống trên đời
tuyệt đối đừng nên hận thù người khác. 4. Duyên phận giống như một cuốn sách, không để ý sẽ bỏ sót mất, đọc quá chăm chú thì sẽ rơi lệ. 7. Làm người thì sống không cần so đo kỳ kèo. Khi so đo kỳ kèo với người khác cũng chính là lúc tự mua phiền chuốc giận cho bản thân. Có câu đời người chẳng quá trăm năm, truy cầu vạn tuế tự tâm muộn phiền. Vậy nên vạn sự tùy tâm, nhất tiếu giải ngàn sầu. Đời người ai cũng biết rằng chẳng thể sống quá trăm năm, nhưng lại cứ truy cầu thuyên thu vạn tuế. Đây là tự lừa mình dối người, sau cùng chuốc khổ tự thân. Vạn sự tùy tâm, vui buồn do mình tự định. Một nụ cười, ngàn ưu phiền tan biến. 6. Làm người sống đơn giản mới là minh trí. Chỉ cần hiểu được mình vì mình mà sống, vì tốt mà sinh, vì hạnh phúc mà làm. Truy cầu càng ít, tự do càng nhiều. Xa hoa càng ít thì thoải mái càng nhiều, hạnh phúc càng thăng hoa. 7. Bằng cấp là huy chương đồng, năng lực là huy chương bạc, đối nhân xử thế là huy chương vàng, nhưng tư duy mới là quân át chủ bài đứng trên tất cả. 8. Thành công của một người không phải quyết định ở điểm khởi đầu, mà là ở những bước ngoặt. 9. Thêm một phần vui vẻ, ắt giảm một phần ưu tư. Thêm một phần chân thật, ắt giảm một phần giả dối. Thêm một phần nhàn rỗi, ắt giảm một phần bận rộn. Ba chữ thêm, ba chữ giảm này, đối với mỗi người mà nói, đều vô cùng quan trọng. Ai hiểu được thì một đời thân tâm thanh thản, niềm vui trường tồn. Người già cũng có thể làm cho cuộc sống của mình thư nhàn thoải mái, biết tự chủ về sau, lấy thiện đãi chính mình. 10. Bớt nghĩ, rảnh nhiều, thân bận, tâm rảnh. Đời người có thể làm được 8 chữ này thật không phải là việc đơn giản. Mấu chốt chính ở chữ rảnh kia. Người già cuộc sống có hạnh phúc, an lạc hay không cũng là nhờ vào chữ đó, rảnh tâm. Và tiếp theo, tôi xin đọc hai câu chuyện ý nghĩa cho các bạn cùng nghe. Câu chuyện thứ nhất, đắc đạo. Một hành giả hỏi lão hoàng thượng: trước khi đắc đạo ngài làm gì? Lão hòa thượng: đốn củi, gánh nước, nấu cơm. Hành giả hỏi: vậy đắc đạo rồi thì làm sao? Lão hòa thượng trả lời: đốn củi, gánh nước, nấu cơm. Hành giả lại hỏi: vậy thế thì có khác gì lúc chưa đắc đạo? Lão hòa thượng trả lời: trước khi đắc đạo, khi đốn củi thì lo lắng đến gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ đến chuyện nấu cơm. Đắc đạo rồi, đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì cứ nấu cơm. Bài học rút ra là: đại đạo chí giản chí dị, tâm giản dị chính là đạo. Tâm không vướng bận điều gì, luôn thanh thản, chính là điều mà con người muốn hướng tới. Câu chuyện thứ hai, thích hay không thích. Một người đàn ông có thể ôm đứa con nặng 10kg của mình một cách vui vẻ, không hề mệt mỏi. Nhưng nếu kêu người đàn ông đó ôm một tảng đá cũng nặng 10kg, anh ta sẽ chán nản và không giữ được bao lâu. Bài học rút ra là: điều mà mình ưa thích chắc chắn sẽ cố gắng thực hiện đến cùng, làm hết năng lực. Nhưng điều mà mình không thích thì dù việc có dễ đến thế nào thì cũng khó mà thành công. Không thành công ở một lĩnh vực nào đó không có nghĩa là bạn dở, có thể là bạn không thích mà thôi.